fina. Muy fina. Con xin tình chúc đặt hết cá rồi xong chúc coi hả? Sao rồi không quay được? Bây giờ quay, hồi lúc quay không được, giờ quay được. Không quay nguyên, nguyên bằng giờ. Ai vô hỏi giờ mình luôn. Đây mình luôn. Thấy nhiều lắm rồi đó, hai gan. Nhiều lắm rồi. Ở dưới là đen tỉnh luôn. Nguyên một lớp ở dưới luôn rồi đó. Ê Nhật ảo, ra đây nè. Ra đây nè, ra to cái bình nè. Đen tỉnh luôn. Một chút nữa là đầy bình luôn á. Có kìa. Ra đây nãy giờ tao muốn xỉu luôn. Ra đâu Nhật? Đi bắt hầm rồi. Bắt hầm rồi, bắt hầm. Đi con chuyện này, quay tới hỏi anh gì? Không có gì chảy được đường, không có gì làm được trong nước. Xiết chảy vô ra. Được. Bỏ ra mày chặn lại được. Mà anh nước nói cho nào quá. Mình nói về là kêu đi làm đặt. Con thấy từ sáng giờ lắm. Cái bệnh nghiêm. Thầy chị nói ra mày điện tao. Điện làm gì? Thấy cái bình thầy đặt. Cha ai? Thầy Nhật. Thầy sáng giờ hả? Điện nghe thầy nãy. Vô nó ăn đấy nha. Dạ. Mới mốt cha miếng bột nó nội. Bột cũng ăn á. Bột nội. Bông dưới cũng được. Thấy bụng ở dưới trắng, trắng luôn không? Đen tịnh luôn. Cái miếng gì ra thấy cá dưới đâu? Miếng bột. Bột. Hai miếng giấy. Anh Duy à, ở dưới đít có hai miếng giấy hả? Đó kìa miếng. Trời miếng giấy người ta dán vô cái chai này. Đó, rồi gỡ lên. Rồi kìa nó chạy vô là nó quay vô. Phim nè. Quay phim. Quay phim. Coi xong là bự lên nữa. Nó vô đông rồi mày để nó vô hoài sao? Yeah. Vô hoài luôn. Thấy vui quá vô à. Vô.